Thank you.
Em để chị nấu nào. Ôi ăn thế nào thôi, tí nữa nhá, tí nữa. Thịt bạn này. Kem. Để chị nấu cơm tí nữa thì ăn nhá. Tí nữa thì ăn cơm nhá. Thank you.
con ra. Thank you.
Thank you.
cho dì xin nhá. Ui ngon thế nhỉ. Cho cái này ngon đấy nhỉ. Chó này là gì đẹp thế? Nhà có nhiều không gì? Ôi dì, con chó là đẻ có được 3 con thôi. Nên là người ta mua 2 con rồi dì bảo đẻ 1 con nuôi. Con chó đẹp nhỉ, con này mấy cân đấy gì? Con này 5 cân đấy Ngân ơi. 5 cân á? Có con chó cái, con mẹ nó đẻ thì được 3 con. To thế là người ta bầm bắt 2 con rồi, còn 1 con này gì bà đến nuôi. To thế nhỉ? Thích lắm, con chó này thích lắm. Con này đẹp nhất gì để lại đấy. Đang bảo tìm mua 1 con đi. Ôi, thế thì đây gì cho mày? Chứ mua gì cơm gì cháu ấy. Thế thì cho con này nhỉ? Ông nói bảo gì có gà con nữa không? Có á. Đây gì úm ở trong kia mà. Nhá. Cho bà. Đi ra xem một đi. Đi ra đây gì gì gì. Đây đi. Ôi, đợt này là to đấy mấy cả. Bắt 25 con. Cái này có ai bắt không? Có, mẹ mày thôi. Nhiều này á. Không gì có để lại luôn không? Cái mày cứ bắt đến đâu thì bắt, còn mẹ mày bắt nhiều này thế. Bắt là mái hay là vừa trống vừa mái. Gì có cái nào ấy không? Gì có cái nào đựng không? Gì đây, gì vừa đem cái này đây. Đây, trời đây. Đây là con trống ở đấy. Trống mái lẫn lộn đấy. Nhưng mà mái nhiều hơn, trống nhiều hơn mái. Đúng là ôn. Đây nhá, để gì bắt con mái đi ăn. Mẹ mày thì chó biết được, cứ đi suốt thế này, mẹ mày đi suốt này có nuôi được không? Mà con để là nó không biết chết. Đấy, ví và nhờ. Mấy con gà mái là gì? 8 con gà mái. Thì bác kia giống là tận thang ấy. Đem ra kia tí lấy cây buồm. Còn đâu mà mẹ mày về bắt nó thằng mẹ mày đi. Cái này buồm bằng dây gì vào gì nhở? Là gì đi ra ngoài kia lấy dây ấy đi. Có cái dây chun. Dây chun nó chun nằm đấy. Về nhá, đi ra nhà ta nhá. Cái con chó nữa. Đây chào anh nhá, về nhà chị Ngân nhá. Hay ăn trong lớn nữa chưa? Tao mà lên là đừng có cắn tao nhá. Chó là cho cháu. Ừ, chó gì cho, con gà gì lấy tiền, lấy tiền sống, tiền má chứ. Con chó nhà con đẻ là gì cho à? Đi thôi cháu đi về đây, gì gì ôm cho cháu lên lên. Hai đứa về nhá, được gì ôm cho. Nào rồi, cái này thì nhỉ? Ừ, rồi bé, đi. Về nhá. Bé ơi. Ờ, về nhá. Vỡ mất một quả rồi.
Rồi, ăn nhẹ.
Wow.
không? Đi ra ngoài cướp không? Hả bạn? Đi ra ngoài ngủ ở nhà. Đi ra ngoài không? Ngủ. Ngủ nhá, ở nhà, trong nhà nhá.
Thank you.
trời. Không kịp đùa, ôi ôi, không mạch được nhá. Nào, đường đây chị đi cất này. Chào chào, chào.
bác anh lên, xin cái vừa. Bác rồi. Không, không phải đó lắm anh ạ. Không Yeah.
kia, gấu đi sang bên kia vặt ớt với cô kìa. Gấu đi sang đây, đi sang vặt ớt với cô. Xong rồi tối vào cô xem, tối vào bộ ông xem. Ừ đây đúng rồi. À đây quả chín à. Con vặt nhé. Con biết vặt không? Ừ giỏi thế. Ui giỏi thế. Trộm vía được cắt. Em lại làm được gì ớt. Em đang vặt này. Nào em để vào đây em ơi. Nào con cho vào đây. Rồi, con vặt đi. Lên bao mà vặt. À lên bao mà bốc cho nó nhanh, không để cô vặt chứ. Ui. Gấu này quay phim mà. Gấu này quay phim mà. À quả đỏ. Thôi để tí bà vặt nhá. Con đi vặt. Con vặt nữa.